ជម្រាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូណ Naro មានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Talk Show ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍កន្លងមកមានការសំខាន់មួយគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកធំៗទាំងពីរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hun Sen តំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកសំរងស៊ី ដែលជាតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកិច្ចប្រជុំនេះបានទទួលបានផលពីរសំខាន់ដែលខ្ញុំឃើញថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិគឺទី1ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការរៀបចំដំណើរការច្បាប់ទម្លាប់នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់ឲ្យចប់សព្វគ្រប់នាខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2015ឆ្នាំក្រោយនេះមានន័យថា3ខែខាងមុខនេះពីព្រោះឥឡូវនេះចូលដល់ខែ12ហើយអញ្ចឹងការ3ខែទៀតដើម្បីរៀបចំច្បាប់ទម្លាប់ទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនីតិវិធីច្បាប់ទម្លាប់នានានៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អាច ជឿទុកចិត្តបានហើយនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺគណៈបកឆ្នះឆ្នោតក៏ចាញ់ដោយអស់ចិត្តចឹងហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់កាលពេលវេលាពីព្រោះថាមានការសង្ស័យច្រើនពីសាធារណមតិដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានចេតនាអូសបន្លាយដាក់លក្ខខណ្ឌមួយហើយមួយទៀតដើម្បីអូសបន្លាយពេលវេលាដើម្បីហៅថាយកគេងចំណេញខាងផ្នែកនយោបាយហើយរហូតដល់មិនព្រមរៀបចំ
khơi tha vịt chấm miến này cả bổ sung cùng pu ní nước cho nó chấm nói đấy cái nắp cam cà riệp chấm cà bò cho nó bẩn to pì riệp chấm plus bắp ruột hai nghe khai cùng phe chấm cày ní nâng kế đầm na cà tầm mốc tiết này để tệ vị thi này cà riệp chấm cà bẩn chị bò cho nó ở bàn trầm tư có đôi chi để tệ vị thi này cà bò cho nó ở miền đầm đà là phep chiêm môn chấn ní chỉ chấm nói cù ở chập rầm tì muôi đại bịch bồ rót mai mờ khơi tì pì tiết cứ chấm nói để cù ở chập rầm na đá cứ rồi viêm bật tê lột tặng pí ban sầm rách khăn cá cái bọt bẩn chì tây khăn riệp chấm bọt bẩn chì tây khăn đầm bay ở miền cào ta tay tăng bọt thiên này cào ta cầm mà tệ phía tịch cào ta ông lê cào ta minority leader miền này thá mê bạc để miền cầm đất nôm phía tích nâng cứ chỉ bật thiên này cầm phía tích nâng hai miền thả nạ sma nâng nì vô ra mình trầy thả nạ sma mình mẹ nì vô ra mình trầy vậy còn là sma chân hai dân khơi chùm nọt ní ta với miền xả rạ xâm khăn dạng nà đài nhóm nư xả hà rốt ảm rích hay đô chì bà chì bà rốt khmai nư xả hà rốt ảm rích bạn đừng ảo hai cứ nư ảm rích kê của miền bà bòn ní cứ propon muối đại cái hào thá đổi xa nó âm rách miên bạc đất non bật tay miên tập pi ấy đô đồ kia chỉ phần trăm cứ cái nạp bạc xa thiên nà rót nâng cái nạp bạc bật chia tập tài bắt chỉ bón đi cái nạp bạc xa thiên nà rót cứ chỉ cái nạp bạc đại cầm bông đất non rót sập hìa chân đổi xa cái nạp bạc xa thiên nà rót chia chia nào chân bật thiên rót sập hìa cứ chia bật thiên mau pi cái nạp bạc xa thiên nà rót chấm nay cái nắp bạc bật chia tập tay đào xa mình mến chia cái nắp bạc thông dương gây không sập hiện thế chẳng bật thiên này cầm đầm nang ri được bỏ cái nắp bạc bật chia tập tay cái hậu ta bật thiên mà tệ phía tịch mà tiên mà tệ mê tịch này miên đầm lấy nè cứ cái tổ tua score đó chứ bắp trầm trời hà dương tay thật đăng hái cứ không kịch bật chung chỉ bật trăm được bỏ lô bật thiên này tập đây xa hà rốt ảm rách chỉ bị xe cứ trong cầu này cứ lô bật thiên này tập đây Obama lúc tan tại anh chơi bật thiên rốt sập hía hay có đôi chỉ bật thiên này trong mặt tệ phía tích nâng màu bật chung nữ sẽ tạo vì miền cứ cả lại vì miền bật thiên tập đây nâng cái tay tập miền bật chung chẳng chỉ nếch chỉ cá cứ miền đầm nang này bạc thống nâng đầm nang này bạc bật tọp và chẳng nơi bật tế Campuchia dưỡng ca riêng trăm bạc ní cứ
nhóm tha cua ở ốc ở sato bị bố tha cứ miên thành nặng mũi đầm rạp ơi cả nặng bạc rồi trắng miên cái hơi tha mục muốt nơi khăn ông rớt sập hìa nhưng chẳng hỏi bởi xuân chiến lúc này dù rõ mặt trầy quát trong chuộp rư bè mà hạ sát bà ông trong chuộp chỉ mũi thân nặng đất nôm rồi bọc bạc rồi trắng cứ miên mục nghe trầm trời cứ chỉ bật thiên này mà tệ phía tích hai miền thành nát mà nị vô rầm trai ban này ta quát miền bóp úp sét nè nè, mà nưng nị vô rầm trai miền này ta miền ong cả rẽ miền say say cứ thành là bóp bạc hai được cả bị vót rồi say say nưng mà nưng nị vô rầm trai. Bậc cao này vì miền sara sầm khăn để thơ khi ông chấp rầm nơi trăng thà, vía chi đầm nai muối để bằng cát láng để dân mơ tới hạ đô chi sầm rắp lục sầm rảnh gì, tai khi ông sừng chân kết từ vén nhai cầu chăn năm pi pot đập bẩm bơ rư dạng du bẩm pot bắt chăn năm pi pot đập bẩm bấy khi ông ác này dễ tha đầm nai ní tơ chi đầm nai được bao lâu khôn sai cả tha bán đây vì bố tha cầu đập bẩm bơ rư đập bẩm bấy ní lâu khôn sai bật to pi bắt chăn sạc cỏ và hai chỉ cần nạp bạc cọt khai tơ chỉ cần nạp bạc lồng đập tì pi ấy cần nạp bạc lồng đập tì muối cứ cần nạp bạc sừng cua chiết chẳng hay khang sừng cua chiết nâng riệp chấm chia bật thiên đoạt sập hía chia này dụ rồng mình thấy chia hạ đất nom này sát tháp ban này tệ prati bát nâng này tệ bảy nhạt chấm nay cần nạp bạc đầy trăng chéo chỉ bị xa cứ lô khôn sai nâng quát nâng tơ chia bật thiên cái hậu tạ công mà tệ biệt tích để miên thần nạp sma này dụ rồng thấy nấc khơi cua ấy cái tha ở sầm nai tích đai nơi trăng tha chỉ vứt lục hồn sáng cứ tan thề có trong thơ này vô rầm trầy mà chỉ vứt vào quạt bỏ sân chìa nhưng khơi ngay xàm sắp chạm mấy nơi xóa tập bảo ngay tới cục xàm sắp chạm mấy cứ có thơ chỉ này vô rầm trầy này bởi tế Campuchia hay bây bốn chân năm tầm mục tiết có bần to thơ chỉ này vô rầm trầy này bởi tế Campuchia bần to bí chốc bí đầm nành ưu ti ho thà anh hát cơ rối cả nạ bạc chẳng chẳng có nơi thay chìa bật thiên trong mặt tệ phía tích miên thả nạ xa mơ nì dụ rào mần trầy chẳng mà chỉ vật quát cứ miên nghiên chỉ nì dụ rào mần trầy thả nạ xa mơ nì dụ rào mần trầy chỉ nít chì cao hay khiêm tha tụ bây chìa bánh hà ní vì ác miên nạ ní nạ nô kịch xên cả đói có khiêm dô tha bờ sân chỉ thua dạng ní ai bật tê dương bàn sóc bờ sân thua dạng ní ai khmai dương bàn rụp rùm khía nẹ chne nẹ chanh ác bậc cô lầm nát tê ẩm nát đòi sóc sân tệ vị thi rụp rung khne đầm bay co sang nâng rịp châm bật tê lang vinh ở ban lò bà xá co chi ca môi cua ở ọc sa tô đây vì vô tha bà sân chia lúc nì vô rô mần trái hôn sáng có tơ chì bật thiên krong mà tệ phía tích hay thẳng nạ xa mà nì vô rô mần trái có còn mần sơ chia ọc mục ọc mọt vì vô con nì dung mục mọt nà có sở lãnh ẩm nát nà chẳng hai bà bạn cọt ban bình nâng bà hai chị cọt có ở chất đai bà hai chị cọt bình rô rương nẹ chân nè tê hai bà hai chị bà cô lòng nạc đòi sọc sơ rô tự oi cả nạ bạc xin cô chia thay mời tay chẳng hai dân cọ cua tại mơ khơn chùm nọt nèo bàn viên chân ái chẳng hai cùng oi miên cá kích thá đầm nai ní kron tại bằng cát láng đầm bấy xâm rộp xâm rô oi lốt xâm đảng xí miên đầm nai ní viết nâng du hoặc vàng mình đăng thang ngày na thì dân đăng thang đầm nai nó bị tự rập sập năm từ một tiết bị ai côn comment chụp nón khởi khai cho chị nét đất non căn đầm nai nâng đai vì ai của ai tha ba này chẳng hai dân thời vô tha nâng dân riệp chấm aoi cái hậu tha bật tê dân thôi đầm nở từ một mình tích mình đón sình sâm đòi miên ca cái hậu tập lập đô âm nai đòi sóc san tệ vị thí hai dân vô hai cái nạp bạc của chị chun bật pe cho pi đầm nai còn mình men chia cái nạp bạc mỗi tối đây bởi xin chỉ xong cua chết thôi ca mình lõ thì nạp bạc của chị chúng có ác biên ổng ca đồng bây vơ tự lọc màu căn đồng nạc đây đôi chứ nè ca vơ tơ vơ màu này đồng nạc ca nâng vì thôi ơi lệ thị bởi chị tập tay riêng đốt đa ở căn đại lõ chỉ bị xe cứ chân đại ca chân là mô ổng nạc chân cái hai tạc khúc khách bạc bộ của rô xa này dung bốc rồi lùi vì ọt miên chong chỉ bảo bọn nơi khăn ông bảo bọn tất cả rốt thả bá xa thiền nạ rư cổ bảo bọn nơi cả nghĩa cái hồi thả bẩm ra xây và ở bởi chí bảo rốt nước bàn dù ổng vãi bàn tê tê phụ kê nước cái thả tới cách bắt đách chìa phân này chìa phân này chẳng hỏi khuyên nạ nà mối ai bắt đúng ổng nạc đồng bấy và bốc của lùi rư cổ to côn to chai to thật tiết đấy chẳng chấm nọt nít khiêm thả cô ta dương tình ốc này miên sốt tự tiện này dùng hỏi khi ông chưa thả đầm này nấy ảnh ác cốt nâng lúc này vô rộm trái hôn sáng có pinh chất nâng tự tùa dục
ចំណុចទី2ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍គឺបញ្ហារឿងដែលការដែលអុកញ៉ាអុកញ៉ាដែលលើកមុនដែលអឹងមែងជឿនឹងគាត់ត្រូវបានធ្វើឃាតហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាបានជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានព័ត៌មានឬមានដំណឹងអ្វីជាក់លាក់នៅឡើយទេដែលគ្រាន់តែដឹងថាមានការចាប់អង្គរៈ 4 អ្នករបស់លោកអុកញ៉ាមួយរូបដែលកំពុងតែនៅស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវដែលអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការបាញ់សម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលវាអាចជាអាវុធមុខពីរប្រសិនជាការកាត់ចាប់ខ្លួននេះជាគិតកោពិតប្រកបវាគឺជាការអបអរសាទរហើយខ្ញុំសូមសរសើរដល់ស្នងការក៏ដូចជាស្នងការរងលោកជុនណរិន ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យវាបានចប់សព្វគ្រប់ដោយរោគយុត្តិធម៌ឲ្យជន់រងគ្រោះដែលស្លាប់យ៉ាងអណោចអធមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនជារឿងនេះគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតឡើងដើម្បីចាប់មនុស្សយកមកធ្វើទៅជាខាលថារបាំងគិតកោសប្បនិម្មិតទេវាជាការគួរថ្នាក់ណាស់វាជាភ័ព្វសំណាងមួយគឺត្រង់ថាយើងមានកាមេរ៉ារូបភាពនៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព បង្ហាញចឹងហើយមិនងាយអ្នកណាអាចធ្វើផលិតឡើងនៃសិប្បកម្មខាលថាគិតកោសប្បនិម្មិតបានទេដោយករណីជីវវិជាដែលគេបង្កើតហេងពៅនឹងបង្កើតពួកដែលបួនសំណាងសុខសំអឿនអីដែលនៃគិតកោសប្បនិម្មិតពីពួកពេលនោះគឺវាគ្មានរូបភាពចឹងហើយគេចិត្តតែយកអ្នកណាមកមួយចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើជាគិតកោសារភាពទៅដើម្បីឲ្យប៉ូលីសបានរួចខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែករណីនេះយើងឃើញហើយរូបភាពបានផ្សព្វផ្សាយពេញប្រព័ន្ធ Facebook ហើយចឹងមិនអាចផលិតគិតកោសប្បនិម្មិតបានជាដាច់ខាតចឹងហើយសូមឲ្យអស់លោកធ្វើការឲ្យមានការមុតចត់ប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្បឿនលឿនពីព្រោះរូបភាពមានអស់ហើយស្អីស្អីផុសតាងគឺថាភិនភាកច្បាស់លាស់ហើយនៅប្រទេសគេប៉ុណ្ណឹងគេអាចតាមចាប់គិតកោយ៉ាងស្រួលតែឲ្យលោក អបន្លាយយូការសង្ស័យទៅលើសមត្ថកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏អំពាវនាវសូមឲ្យអស់លោកជាពិសេសគឺអស់លោកអស់ញាធំធំជាពិសេសអស់ញាគិតមេងអស់ញាគង់ទៀវអស់ញាច្រើនណាស់ដែរណាស្ទើរតែអ្នកដែលមានអំណាចហើយអស់ញាឥឡូវនេះឡើងប្រមាណ100 ជិត1000អ្នកអីបាទច្រើនមែនទេយើងសូមឲ្យអស់លោកត្រូវតែធ្វើញាត់ ដាក់ទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ទៅឲ្យលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងដាក់ទៅឲ្យលោកនិតសាវឿនដើម្បីគៀបសង្កត់ឲ្យអស់លោកនឹងជំរុញឲ្យអស់លោកនឹងសឹកអង្កេតឲ្យតតែបានបើសិនជាអស់លោកមិនសឹកអង្កេតទេអស់លោកទៅគិតណាជីវិតរបស់អស់លោកក៏ត្រូវតែរងគ្រោះដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយគិតកោនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចវាអាចវាបញ្ជាពីពួកដែលមានអំណាចអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយអុកញ៉ាបើសិនជា ដែលមានលុយរាប់រយលានដុល្លារហើយក៏មិនអាចធានាជីវិតបានផងនោះចុះទម្រាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតតតទៅជាយ៉ាងណាចឹងហើយករណីនេះមានភស្តុតាងប៉ុណ្ណឹងហើយមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយសូមអស់លោកអុកញ៉ាត្រូវធ្វើការគៀបសង្កត់អស់លោកមានលុយមានកាក់មានអំណាចហើយបើសិនជាករណីប៉ុណ្ណឹងហើយសិបអង្កេតរោគមិនឃើញគិតកោទេអស់លោកមិនគួររកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរទេរកស៊ីស្រុកខ្មែរគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងហ្នឹងរោគស៊ីស្រុកខ្មែរធ្វើឲ
dương khmien chất này nà tư rốt xí đầm bây cái tha đào khmien sử vật tập hiệp khuôn chẳng thế chẳng hãy xông lộp ọc nha tặng ơn nâng xông ơn lộp mê ta cứ tha chô rung chùm này không ca kiếp xung cót chùm rung ôi rốt tha bị bao cổ đô chìa lộp ốc bạc này dô mà trái cổ đô chìa lộp ạc kẹt xong ca bổ lý nét xa vươn nâng thua ca xếp ổng kết đắc hạt ở bán cơ hào thá dốt ở bán khi ta co vô mà bắt đoàn tiết tổ đầm bấy thôi chỉ cùng ru hay đầm bấy làm hào thá túc sát cùng ở cả đời này này cắt lang to tại tiết hay bởi sân chỉ ốc nga miên lưu miên cạp bằng nâng hói nơi ta cái banh đốt banh chạp banh đắp cổp banh sắp dàng vết tình yêu bằng nâng hói nơi ta o lốt nơi tình quy nơi nghiêm mình bồn bỏ tình cảm thế
ជីវិតអស់លោកនឹងคลายទៅជាថ្ងៃណាមួយនឹងคลายទៅជាជំរងគ្រោះជាមិនខាងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំណុចហ្នឹងចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងគឺបញ្ហាដែលការចាប់ខ្លួនដែលលោកមីកសវណ្ណរាក៏ដូចជាអ្នកស្រីទេវនីក៏ដូចជាអ្នកបង្កក់ក៏ដូចជាប្រសង់មួយចំនួនអង្គនោះគឺថាឃុំខ្លួនយូរពេកហើយសំលមមនឹងអាញាធររោគវិធីសំការ ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពហើយបើមិនចឹងទេចរន្តនៃការផ្ទុះឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៃការតវ៉ាចំពោះបញ្ហានៃការចាប់ចងនេះគង់តែថ្ងៃណាផ្ទុះឡើងជាមិនខានទេពីព្រោះខ្ញុំបានមើលឃើញចរន្តនេះបានកើតឡើងហើយនៅប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនយុវជនដែលជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េនោះបងប្អូនកំពុងតែមានការ ជួយចាប់ចំពោះបញ្ហានេះណាកំពុងតែផ្ដុំគ្នាប្រជុំគ្នាដើម្បីត្រៀមរៀបចំធ្វើបាតកម្មស្វាគមន៍នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ជើងទៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសកូរ៉េយើងបើសិនជាគាត់ទុកឲ្យបាតកម្មនេះផ្ទុះឡើងនៅពេលនោះគាត់នឹងអាម៉ាស់មុខជាមិនខានទេពីព្រោះមានប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងទៅបាតកម្មប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៅដល់ប្រទេសកូរ៉េគឺជាគួរឲ្យម៉ាស់ណាអ
tranh tầng on luôn thôi rằng là ơi năm thứ mấy dương châu đó căn tái miên cái hơi thở dậy xuống đây sụp hẹp bằng cồn hay chỉ bị xe cứ ngay đắp thnu ní cứ chỉ ngay để tị viết sức mà nu on trả chiết chỉ tị viết đó thông mà bị phục lô kê rập chấm ập ở xa tổ chẳng ngay nhầm xông xa đó tụi tui đó này dụ ra mình trái hôn xanh có đôi chiến lục ốc bạn này dụ ra mình trái xo khen lục ăn vun vật thân á có đôi chỉ ạ kẹt xong cao bởi lý rập chấm bạc bọt đồng bấy đọt lên ở chân tầng on nốt bán nơi cao khung đòi miên xảy ra phía môn ngay bọn cái hơi thở tị viết sức mà nu on trả chiết đọc thnu kháng bốc này bạn xong ốc côn nâng xong cổ rụp chùm rếp lia bạn.